Sao được hẹn rồi siết nhẹ, em nào không thích thì biến lẹ. Dù có anh thích gợi cảm nên em đi với anh không cần che. Thích một like rồi thêm hai nắp, cứ chờ sắp tối lập tàu vô cốt. Chi vắt trên tay cũng bay nắp, khói thì bay khắp nơi, chân bật vẫn còn người giấm. Nếu nói meta của OB42 là dành cho những combo bất tử thì chắc chắn OB43 là dành cho những combo siêu tốc độ nha anh em. Anh em cứ nhìn đi, đang chạy mà cứ ngỡ như đang bay. Quái cả trưởng thật đấy chứ. Chắc chắn sẽ có nhiều anh em hỏi tôi là giao tranh cần tốc độ để làm gì. Thì anh em di chuyển nhanh đến cái mức kẻ địch không bắt được tâm thì đó là một lợi thế. Nó còn có một lợi thế nếu mà trong một pha giao tranh anh em bắn không lại thì anh em chạy chứ sao. Trong mình một chiếc cầu, nghĩ sao có quá nhiều thứ khiến em lùi bước. Giờ còn đây những ba ba, mình sẽ là cuối đầu, hoặc ta sẽ trở thành nỗi đau. Đi đi chết, chết đi vào trong thâm tâm một chút. Mình lỡ yêu thương một người sai đắm một người, dù biết chắc sẽ không thể nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa cao, hy vọng như thế nào. Chẳng thể ở bên cạnh em nữa. Anh nói em nghe này, cuộc sống như vậy mới là tuyệt vời, không luật lệ, không phải nghĩ cái gì hết. Chào hai anh chào họ đi. Bộ anh muốn chết à? Rồi tụi bay chào tao nói hả? Chạy con xe một vòng mang nhau, nghĩ mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ và xuất hiện cái chỗ đâu có nợ. Là thằng nhóc sẵn sàng khát máu, buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo. Ôm hàng cấm lăng biển giúp tiền, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Nó là anh em tao mà cao chờ chơi không mà hoa, còn nguyên khu trong đêm lâu mày gặp biến khi tên xa khá. Lớn lên được cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh được thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến được. Thank you.
trái đến nỗi đau thắt tâm can. Cớ sao em phải buồn vì một người không đến? Give me that three, two, then try to do it. Để thương được em lên thiên đường, đêm nay tập âu vào đâu. Nói với bạn trai có thể em bận, sáng mai sẽ gọi lại sau. Đêm nay cùng anh say đắm, để cho ưu phiền bay qua. Có thể là anh may mắn, đêm nay em chỉ xin anh. Cậu ơi. Ôi. Cậu làm người yêu của tớ nhé. Không. À đồ. À ok, tớ đồng ý. Cậu có chắc chắn không hay là cậu chỉ có cho vui vậy? Tớ chắc chắn cậu ạ. Dì mà hứa. Ok hứa. Mày mà bỏ tao là mày sẽ là ác quỷ FIFA. Ok tao bỏ mày là ác quỷ FIFA. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Ok. Em thích ăn đau dền không? Em thích ăn đau mù. Tôi nhát gái lắm, nên đừng ai chờ tôi tán. Ai yêu tôi thì nói, để tôi biết, còn yêu lại. Năm ngoái như năm này, mà năm này cũng như năm ngoái. Thoáng cái lại sắp Tết nghĩ tới mà gầu lo muốn chết. Vì 10 tháng đi làm bình thường vậy mà bây giờ không dư một cách. Chắc có lẽ nó không ai tin, nhưng mà thật ra đó là sự thật. Tiền ăn thiếu không có trả nè, mấy năm vất vả. Rồi năm nay về quê ăn Tết chắc chống ở nhà, không dám ra. Còn 2 tháng nữa Tết đến nơi ấy, thế mà không dám đi đâu chơi. Lương thưởng không bao. With the boy mày con nữa, ngày mai mình chia hai, biết thế thế phải tìm ai rồi. Fucking with the boy mày con, yeah, you fucking with the boy mày con. Fucking with the boy mày con, một lần là em mất còn lựa chọn. Vì biết tìm đâu ra thằng boy mày con, yeah, em tìm đâu ra thằng boy mày con, tìm đâu ra thằng boy mày con. Kiếm anh nên muốn có thằng mày con. Nó nhẹ nhẹ, lớn ở phương Tây nhưng vẫn nhớ tiếng mẹ trẻ. Không chấm điểm số luôn là 90. Có một tác sĩ nhưng anh sắp vượt. Nếu yêu anh là sai lầm chẳng hạn, thì em sẵn sàng trả giá cho lựa chọn của mình. Chứ không phải kiểu như ông cứ đứng ở đấy tuyết còi, bảo em là đừng có yêu anh. Anh không phù hợp, không xứng đáng thế này thế nọ.
nếu em sẵn lòng trả giá. Vậy thì cái giá đắt nhất em có thể trả là gì? Là niềm tin của em, là tuổi trẻ của em. Kẻ mạnh là phải biết gáy. Gáy mẹ. À, gọi lâu da rồi. Không lấy tấm 1 thôi em. Vô nè. Mà đôi mặc đồ đôi. Tôi là gái anh. Trong thế giới Free Fire, người ta truyền tai nhau rằng nếu một ngày bạn không dùng Sonya mà chỉ dùng Santino và bước ra khỏi cổng chơi không còn một bóng người, thì đó là ngày vị vua mới của Free Fire ra đời. Trong thế giới Free Fire, người ta truyền tai nhau rằng nếu một ngày bạn không dùng Sonya mà chỉ dùng Santino và bước ra khỏi cổng chơi không còn một bóng người, thì đó là ngày vị vua mới của Free Fire ra đời. Danh FIFA toàn cho xinh gái đẹp thôi đúng không? Vậy các cậu có dám sâu mạch vào liên nhà không? Ai lên top có quà nha, tớ số trước nha. Em muốn đâu mà một mình trốn trong nhà, nhiều lần lại làm tao thấy thêm. Bala, oh, hey, so la, gina, la.
Sudah slow, slow. Now everybody put your hands up in the party.